Cách nay gần 2 năm, anh Tống Thanh Phong ở ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít đã có triệu chứng sốt cao liên tục kèm theo đau bụng âm ỉ ngày đêm. Sức khỏe trở nên suy kiệt, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên việc điều trị không được quan tâm. Trong khi đó, hai vợ chồng còn rời quê nhà lên thành phố Hồ Chí Minh ở trọ làm thuê. Người phụ hồ, người bán vé số kiếm sống qua ngày. Mãi đến một ngày anh bị ngất xỉu khi vừa đi làm về. Đưa đi cấp cứu mới hay ra chứng bệnh ung thư gan, u đường mật. Nó ngứa rồi nó nổi mụn gì tùm lum chân á. Rồi thấy vậy rồi đâu có mần gì đâu mà nói. Nhiều khi mình muốn làm mà làm không được. Nhiều khi em thấy, tôi thấy con còn nhỏ, vợ rồi mần không được nữa. Không biết sao. Đó em bệnh em mổ rồi em vay mượn chồng anh em chị em cũng hết hai mấy 30 triệu, rồi tới ảnh cũng bệnh nằm bệnh viện vậy đó, em cũng vay mượn hết hai mấy triệu nữa. Dạ thì em cũng mổ đó rồi không có làm lao động nặng được các chị, thì xong sinh sống hàng ngày thì em cũng kiếm thêm lặt mặt đào. Học đạo không có thì tới hết đợt thì tới em lãnh thật dây lát em đánh. Anh vậy em cũng làm nặng cũng không được, ai chồng bệnh hết em cũng lo dữ lắm, cũng gắng vượt qua. Đêm anh hay đau lắm. Anh ngủ quanh với chăn chở anh ghen hoài, em hỏi chung mình anh sao, nó khó chịu quá à. Anh ngủ không được, em cũng lấy dầu, lấy đồ tha bóp cho anh thôi chứ em cũng không biết này, biết sao giờ nữa. Dẫu biết sức khỏe anh Phong ngày càng suy kiệt, nhưng không tiền chạy chữa, bấy lâu người vợ trẻ chỉ biết trông chờ vào mớ thuốc nam sắc uống hàng ngày. Không ruộng đất canh tác, nhưng trước đây vợ chồng anh Phong cũng có nền nhà khoảng 100 mét vuông để ở. Nhưng căn nhà cũng sập trong cơn bão số 9 cách nay khoảng 6 năm. Từ ngày trở về từ bệnh viện đến nay, hai vợ chồng phải tá túc ở nhà chồng. Gia đình cha mẹ ruột của anh Phong á, thì trước đây cũng thuộc về dạng gia đình chính sách, nhưng mà cũng rất là khó khăn, rất là đông con, với là gia đình là khoảng 9 người con mà không có đất đai gì để canh tác hết, toàn bộ là sống nhờ vào làm công hàng ngày. Bản thân anh chị thì rất là cũng chí thú làm ăn, trước đây thì do làm ăn cho nên cuộc sống cũng tạm ổn. Rồi từ ngày mà anh Phong ngã bệnh đến nay á, thì các cả nguồn thu nhập của gia đình có nghĩa là không còn nữa. Chính quyền địa phương thì nhận thấy hoàn cảnh của anh rất là khó khăn như vậy, cho nên cũng là vận động bà con xóm giềng giúp đỡ anh phần nào. Rồi riêng vận động ở chùa là hàng tháng như vậy là tổ cho cơm cháo nước của xã, là hàng tháng hỗ trợ gia đình anh là 10 ký gạo. Ảnh với chị là lao động chính, nhưng mà hai vợ chồng đều là không bị bệnh cho nên không có thể lao động được. Thì vừa qua địa phương cũng đã bình nghị là cho gia đình thuộc vào diện là hộ nghèo năm 2015. Xét thấy hoàn cảnh gia đình anh Phong quá khó khăn, bấy lâu phải ăn nhờ ở đậu nhà mẹ ruột, chính quyền địa phương vừa xét cất cho anh được căn nhà đại đoàn kết. Có được chỗ nơi lành lặn cho vợ con che nắng tránh mưa. Mừng thì mừng vậy, nhưng lo thì vẫn cứ lo khi mà bệnh tình của anh ngày càng trở nặng. Mới 3 tuổi đầu, con gái thơ ngây đôi lúc chỉ biết cha đau, chứ nào đâu biết hết được bệnh tình của cha ở mức độ nào. Nhưng bản thân anh Phong là người thấm thía hơn ai hết nỗi sợ xa vợ, xa con khi căn bệnh ngặt nghèo bấy lâu thiếu tiền chạy chữa. Một địa chỉ nhân đạo rất mong các nhà hảo tâm gần xa hãy chung tay giúp sức cho anh Phong có tiền chữa trị, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ về địa chỉ anh Tống Thanh Phong, ấp Tân Phong 2, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, hoặc đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long số 50 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, điện thoại 0706 250 555. Không đất, không nghề nghiệp ổn định, cùng tạo dựng gia đình vào năm 2000,
vợ chồng anh Lê Thanh Bình, ấp Phước Tường B, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, bắt đầu nắm tay nhau đi làm mướn cho lò gạch. Được khoảng 6 năm, chồng chuyển sang mua bán ve chai, vợ bán cá ở chợ để lo cho đứa con trai đầu lòng 4 tuổi. Cảnh nhà chưa hết chật vật thì đứa con gái nhỏ ra đời. Tay làm hàm nhai, cứ lanh quanh mãi với cái nghèo. Đầu năm 2015, vợ chồng anh Bình quyết định gửi con cho bà ngoại lên Long An làm nghề phụ hồ, kiếm một số vốn về trả nợ và lo hai con ăn học. Nhưng thật không may, tai nạn sập giàn giáo bất ngờ ập tới, khiến anh Bình bị gãy lún cột sống lưng. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men đều trông chờ vào khoản tiền mấy chục ngàn đồng bán vé số ở chợ hàng ngày của vợ anh. Nhưng bản thân chị cũng mang trong mình chứng bệnh viêm xoang và viêm dạ dày lâu ngày chưa chạy chữa. Đã hơn 2 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, nhưng gia đình vẫn chưa có khả năng đưa anh Bình đi điều trị tới nơi tới chốn. Trong khi nợ vay ngân hàng trước đây mua bán ve chai và bạc khỏi bên ngoài để chạy chữa bệnh tình cho hai vợ chồng, trên 30 triệu đồng vẫn đang đè nặng. Chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng với gia đình, 2 tuần trước thì một địa chỉ nhân đạo có thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình hiện tại, nhất là cái tai nạn lao động bất ngờ của anh đó, thì có tổng cộng là 517 nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp được số tiền là 53.630.000 đồng và 30 kg gạo để giúp đỡ cho anh. Với cái số tiền này thì hy vọng là cái quá trình điều trị bệnh tình sau này của anh đó thì sẽ có cái chiều hướng khả quan hơn. Kính thưa chính quyền địa phương và tất cả bà con, các nhà hảo tâm đã đến đây để giúp đỡ cho em Lê Thanh Bình. Đến giờ này, tôi đã ghi nhận được tất cả là 68 thành viên với số tiền là 8.200.000 đồng, 20 kg gạo, 2 phần quà và 2 cái mùng, 2 cái mền. Như vậy, tổng số tiền và quà mà anh Lê Thanh Bình được giúp đỡ là 61.830.000 đồng, 30 kg gạo, 2 phần quà và 2 bộ mùng mền. Sự trợ giúp kịp thời về vật chất cũng là nguồn động viên về tinh thần rất lớn để anh Bình yên tâm điều trị, cải thiện sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa cho vợ, cho con. Cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho số tiền đăng ca chỉ bệnh cho chồng em, hai chồng em cảm ơn.